Nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Xin chào các bằng hữu gần xa. Focus Cam đã cùng các bạn gặp gỡ ba runner duyên dáng tỏa sáng bằng những phút giây đầy cảm thán. Và hôm nay sẽ là một nhân vật đình đám, cọm cắn, lừng lẫy giang hồ, bao năm chinh chiến, bất khả chiến thắng. Vâng, đó chính là người anh em còn lại của họ nhà Thỏ, Thỏ Trắng. Vào mùa 1 thì tôi bị xé hơi nhiều, mà hình như nhớ là tôi không có cơ hội thắng tập nào luôn á. Bởi vậy cái tên Thỏ Trắng nó gắn liền với Chun mấy năm qua và nó bám theo mình luôn, nên giờ Chun không biết tính sao hết. Chun chỉ nghĩ là chị này mình phải đáng phục thù. Bây giờ Chun thích đó. Trong ba người đây thì Chun và người có kinh nghiệm nhất. Dạ không có ạ. Được chưa? Dạ không. Chơi bô liêm dở nhất. Không có. Em ơi. Dạ. Ủa anh ơi. Dạ. Sẵn đây tôi phổ cập lại cho mọi người hiểu thế nào là chơi bowling. Sẵn đây tôi sẽ chỉ các bạn cách chơi bowling. Mình cái dáng bowling nó vậy nè nha. Vâng. Vào vị trí. Tạo dáng được không? Đấy, không được, bowling không còn lan được. Không được, bowling không còn lan được. Thắng với loại ham hô. Tạo dáng chuẩn. Chuẩn bị 3, 2, 1, go! Sao đây? Ôi trời, chết rồi. Chết rồi. Có một cái vui cho các bạn. Nãy giờ chúng ta chơi nháp rồi ạ. Wow. Tụi tôi biết trước là chơi nháp nên tụi tôi giỡn thôi. Đúng. Thật ra mấy cái trò này đối với em chỉ là tầm thường thôi anh Giang. Lát nữa mới chơi thiệt nè. Đúng. Đúng không? Ba cái bạn màu trắng thôi ơi. Tam cao trắng đi ra. Đi ra. Áo hồng là mơ được cái quậy nữa. Đó, đang thôi, đang ăn cắp thôi. Anh Trinh, anh Trinh, anh Trinh, anh Trinh, anh Trinh. Sao dữ vậy? Ủa đi về luôn đi. Tao giúp sức cho mày. Thôi bỏ đi, tao không cần. Tao hơi lắm mấy con. Mày thấy chưa? Ngọc ơi, em có muốn vuốt cái mai mai của anh không? Không, vuốt. Đây, đó, đó. Cho tóc lên. Là cho nó hên á. Cô vũ tao. Rồi 3, 2, 1 lên. 2, ê, ô. Hay nha, hay nha. Má ơi, giỏi quá. Hay quá. Ngọc, em thấy chưa? Ai nhờ cái phấn của anh lầu em á, em mới được á. Mọi người ơi, sau 2 năm thì tôi đã lớn rồi, tôi không còn giả thơ nữa nha. Xin lỗi, mình sẽ dơ hơn năm ngoái nha. Hồi nãy tập chung, tập chung. Em ấy đã thề. Tôi hứa. Hồi nãy em thề gì anh nhớ không? Em hứa là em không chơi dơ mà. Em chơi dơ đi, em chơi dơ đi. Chơi dơ đi. Ngọc,
phá đi. Quy phá. Thôi đừng có phá người ta. Ok. Mấy cái này nó quá đơn giản với anh. Sao? Chơi có được không? Được. Mày có bộ xà lỏng không vậy? Có không? Có không á? Có không? Không. Mày đừng. Ghê lắm. Mời đẹp. Quy. Quy. Lấy lại danh dự cho nhà thỏ cho Quy. Do vui nên em phá anh đó. Em đi về đi. Tôi chỉ chờ cô bé một đường chơi với nàng thôi. Thôi em coi nó coi anh. Mở tay bây giờ. Nhét cái cọng dây vô kìa. Tôi nhét cho. Lục. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra. Ngọc, giữ lại. À. Ba, tôi thương bạn tôi. Bóng đỏ cặp ngang bên sông, thấy em thua lòng tôi vui thầm. Bài bên này ta bên này. Đu lên kẹp tụi nó. Cố lên. Không coi 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 thôi coi thôi. Quay vậy vậy? Lâu quá vậy em. Trời ơi. Ôi. Ôi. Anh cố lên em lắc người cho. Lắc người là ok hơn đấy. Lắc người như này này. Đó anh lấy đà đi. Trinh Ngọc nè. Trinh Ngọc. Ok ok. Anh. Ok anh ơi em đẩy người xong là anh lấy đà được. Em đẩy lên nè. Đây em lấy đà. Huy à. Okay. Ta phải cứu đội sao. Bây giờ mới đỡ mình em yêu lên. Anh được phải được 100 đó. Đâu mình 70 rồi, vậy mình 80 thôi. Ủa không có 80. Không có 80. 100 thôi. Lên đi. Đau lắm. Nó đâu anh được anh. Con Ngọc bị ra. Chơi đi. Rồi lên đi. Rồi nha. Đó. Đây. Trên sân phao trơn trượt, đội ghi được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng. Trời, thôi vậy vậy này thắng rồi. Trơn trượt đá bình thường.
vô. Nữa, anh Giang té vô. Đúng rồi. Ê, nơi đi em ơi. Sợ chưa nơi là chưa. Hai đứa lên. Em làm được tới anh hả? Lên lên lên, hai đứa lên đi. Dạ, hai đứa lên. Anh ơi, đại đi. À trời, nó cắn tôi. Bây giờ mình phải chơi dơ thôi chứ không. Giờ phải chơi dơ không thể nào chơi sạch được. Ấy à, chơi gì vậy? Đứng ngay trong đây. Yeah. Anh Giang chơi dơ thôi. Giang ơi, mọi người. Mọi người. Yeah. 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 Mọi lên Giang. Chậm 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 chậm. Nhanh lên. Cho bé. Cho bé cho em ơi. Cho bé hay á. Chụp. Giọt bé. Giọt bé gì giờ này nữa. Ông có giọt bé gì giờ này nữa. Sau 2 năm thì mình đã phát hiện ra là những người bạn của mình thật sự không phải là bạn bè gì hết. Những người bạn của mình thật sự không phải là bạn bè gì hết. Họ chỉ là những người dối trá, lừa lọc và thảo mai mà thôi. Mình không nên tin bất kỳ ai.